Thanh Cò xin chào tất cả bà con. Hôm nay Thanh Cò đi về đây là ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Quay cho bà con miếng đất này nằm ở mặt tiền đường liên xã Phước Lâm, Trường Bình. Đây thì đường mình ở bên là đường nhựa, một bên là bờ kênh. Bờ kênh để bà con mình ta trồng ruộng, trồng rau, trồng rẫy. Đất mình thì bên phần thịt này, hướng Đông Bắc nha. Bề ngang là 4m4, bề sâu 21. Chủ đất đang kêu 1,4 tỷ, bớt 50 triệu. Bớt 50 triệu thôi, không bớt nhiều nha. Mua nhanh thì bớt sớm, còn lâu quá để lâu quá đất nó lên giá, chủ lại lên giá. Đây là ấp Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đường này là liên xã Phước Lâm, Trường Bình. Đây đi ra quốc lộ 50 khoảng chừng 2 cây số rưỡi tới quốc lộ 50. Ngay đoạn này là đoạn chợ Kế Mỹ. Cái khu đất này người ta phân gần cả mấy chục lô luôn đó nha. Quá trời lô luôn. Thì lô này Thanh Cò mới nhận thôi, mai mốt ai gửi nữa Thanh Cò nhận nữa. 1,4 tỷ, bán gấp thì bớt gấp 50 triệu nha. Đây điện nước đầy đủ, đèn chiếu sáng có, kênh thoát nước kế bên, liên nối từ quốc lộ 50 nối ra đường DH20. Đây đi ra đường tỉnh lộ 835, có chừng cây số tới đường tỉnh lộ 835 nha. Phước Kế, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đất thổ cư, sổ hồng riêng, hướng Đông Bắc. Chốt kèo gấp là 1 tỷ 350 triệu, 4 mét ngang, sâu 21 mét. Rồi mọi nhu cầu bà con mình alo cho Thanh Cò. Số điện thoại là 078 666 8368. Thanh Cò xin chào.